Hello, tôi mến chào các bạn. Ok, hôm nay Peter mở cái hộp là cái lens mới mà Peter có nhận cách đây 3 hôm. Đây là cái lens Zeiss Batis f2 cự ly 25. Cái lens này nó chế cho cái dòng Sony E-mount. Ok, lý do tại sao Peter mua cái lens này, tại vì hiện bây giờ là Peter chán chơi zoom rồi, cho nên Peter đang tìm những cái ống kính mà fix, mà có chất lượng tốt để Peter chơi. Thì Peter thấy cái lens này nó cũng đúng ở trong cái sở thích của Peter, thì Peter mua thử. Thì bây giờ Peter mở ra và cho các bạn xem cái lens nó như thế nào và cho các bạn biết cái cảm nghĩ của cái lens này. Ngày mai Peter sẽ đi chụp một số hình đời thường ở trên LOX với người bạn, và Peter sẽ test cái lens này. Peter cũng có chụp mấy tấm hình rồi và Peter rất là thích cái chất lượng của cái lens này. Ok, rồi cái lens này là Carl Zeiss Batis f2 cỡ ly 25. Ok, thì trong cái hộp nó là như thế nào? Đây là cái hộp nó. Cái hộp của Carl Zeiss là màu trắng, lúc nào nó cũng đẹp như vậy hết. Mở ra, ở trong nó có một blue. Đây là một blue. Và đây là cái lens. Đây là cái hood. Ok, cái hood. Cái lens này á, là nó made in Japan. Ok, cái hood này là nó làm bằng nhựa, không phải bằng sắt. Và ở trong cái hood này thì nó cũng bình thường thôi, nó không có cái lớp nỉ. Nói chung ra là cái lens này, cái hood này cũng không có gọi là cao sang gì cho lắm, nhẹ hều à, bằng nhựa nha. Bỏ qua đây. Và đây là cái lens. Ok, trong cái hộp này nó rất là đẹp, nó màu xanh đặc trưng của Carl Zeiss. Và bên này là giấy tờ liên quan tới cái lens. Ok, giấy bảo hành Peter không có lấy ra. Ok, trong cái hộp nó chỉ có thế thôi, nó không có gì hơn nữa. Peter lấy cái lens ra. Đây là cái lens, bỏ cái hộp qua một bên. Ok, đây là cái lens. Cái cảm nghĩ đầu tiên khi cầm cái lens này á, thưa các bạn á, nhìn thì thấy nó gồ ghề, nó bự. Như các bạn thấy là nó mập, nó bự. Nhưng mà thật sự nó rất là nhẹ. Ok, nó không có nặng lắm. Và cái thằng này á, nó nhẹ bao nhiêu để Peter coi. Nó chỉ có nặng là 335g thôi nha, là khá nhẹ. Ok, trên cái lens này á, thì nó trơn tru, nó không có cái gì hết. Nó không giống như những cái lens khác của mình hay thường quen thấy. Cái lens này á, nó không có một cái nút, không có một cái đồ gì để mình chỉnh hết. Nó chỉ có cái vòng xoay để mình lấy nét thôi. Ok, lấy nét. Cái lens này là autofocus và nó không có chống rung. Ok, để mở cái nắp ra. Cái nắp thì là cũng bằng nhựa thôi, không có gì đặc biệt với cái nắp hết. Cái nắp với cái hood bỏ vào đây. Đây là cái thấu kính ở đằng trước của cái lens. Ok, nó hiện bây giờ là cái lens của Carl Zeiss bây giờ nó chỉ có để cái tên là Zeiss thôi, nó không, nó bỏ cái chữ Carl đi rồi. Đây là những cái lens mới của Carl Zeiss sau này. Cái thiết kế của cái lens này là loại Distagon. Ok, Distagon thì là cái thiết kế nó là 10 element, và trong 8 group, trong 8 nhóm, trong 8 cái groups. Ok, thì cái này là cái thiết kế của Distagon. Thật sự thì Peter cũng chẳng có để ý gì nhiều về cái thiết kế, chỉ biết là đồ Zeiss là đồ đẳng cấp rồi. Mình mua đồ Zeiss thì mình bỏ ra một cái số tiền khá lớn để mà mình mua, và cái chất lượng thì lúc nào là nó cũng có câu trả lời xưa giờ rồi. Ok, thì cái này là cái lens này là lens fix 25. Ok, không phải là lens zoom, và nó mở f2. Cái phi của nó là 67 và nó có một cái ký hiệu T-star, có nghĩa là nó có một cái coding đặc trưng của Zeiss để cho mà chống flare. Ok, thì như các bạn thấy là cái lens này, cái thấu kính nó cũng hơi u một chút xíu. Tuy nhiên nó nếu mình gắn cái filter lên thì nó cũng không có đụng vào cái thấu kính. Rồi để đằng sau mở cái nắp ra. Ok, cái lens này nó chế đặc biệt cho dòng Sony E-mount, và nó có cái mạch điện, có nghĩa là mình gắn vô cái Sony E-mount và mình có thể giữ hết tất cả những cái data active khi mình chụp, nó sẽ thâu vào máy. Ok, đồng thời nếu mà mình lấy nét tay thì nó hỗ trợ cái focus picking và nó hỗ trợ cái focus magnifier. Đó, như các bạn nhìn thấy đây, nó có một cái điểm đặc biệt. Cái lens Batis, nhất là những cái lens Batis sau này, nó có cái viền màu xanh dương đây. Cái này là cái gioăng, cái gioăng xanh dương này khi mà mình gắn vô cái máy chụp hình á, nó sẽ bó chặt và nó sẽ chống mưa, chống bụi, chống nước. Ok, thì bây giờ Peter sẽ gắn cái lens này vô cái máy Sony A7R Mark 2 của Peter để Peter gắn cái hít lên luôn cho các bạn xem. Trước khi Peter gắn vô, để Peter so sánh cái kích thước với những cái lens khác cho các bạn coi. Cái lens này thật sự á, nó là cự ly 25, nhưng mà khi mà Peter mở ra Peter coi á, Peter rất là bất ngờ là tại sao nó to quá. Thật sự á, là Peter hơi thất vọng là nó to quá. Peter muốn tìm một cái lens nó nhỏ hơn. Hiện bây giờ là Peter đang lăn tăn giữa cái lens này với lại cái lens LOXIA 21. Cái lens LOXIA 21 thì nó sẽ nhỏ hơn. Tuy nhiên cái lens LOXIA nó là lấy nét tay, và Peter có thử cái LOXIA mà 35 rồi là Peter rất là thích cái chất lượng nó. Thì Peter cũng đang lăn tăn với cái đó. Cái lens này thật sự nó hơi bự, để Peter so sánh cho các bạn xem. Đây là cái lens 16-35 zoom f4 Sony Zeiss. Như các bạn thấy là nó na ná gần kích thước bằng nhau. Ok, để Peter nếu mà mình quay cái hít này ngược lại, như các bạn thấy á, nó ngắn hơn nhưng mà nó mập gần bằng luôn. Và như vậy á, bỏ vô cái bao chụp hình của mình nó đi á, nó không có được gọn cho lắm. Tuy là nó nhẹ nhưng mà Peter thấy cái thiết kế nó hơi to. Ok, so sánh với lại cái 55, như các bạn thấy là nó lớn hơn cái 55 nhiều. Đây là cái 55 của Peter. Ok, so sánh với lại cái lens mà hiện bây giờ Peter có, cái lens 85 trên máy. Như các bạn thấy đây là nó bằng cái lens 85 luôn về kích thước. Cho nên cái thiết kế của cái lens Batis này á, thật sự mà nói Peter không có thích lắm. Ok, và thứ hai nữa là một trong những cái thiết kế của cái lens này á, nó hơi khó chịu cái là để mà mình gắn vô cái máy của mình á, là mình phải để cái chỗ màu trắng này, và mình phải đặt nó vô cái điểm màu xanh này. Và cái lens Batis Zeiss nó làm cái màu xanh này tối quá, rất là khó để mà mình gắn cái lens với lại cái máy vô. Trong khi á, lens Sony á, là nó có màu trắng, nó dễ nhìn hơn, và cái dot này nó bự hơn, nó to hơn, dễ nhìn, dễ gắn hơn. Trong khi cái này á, mình quay hồi quay để mình đi tìm cái màu xanh này á, nó cũng hơi mệt, hơi lâu, nhất là nếu mà ở trong tối nữa thì Peter nghĩ là nó hơi khó để mà mình tìm. Rồi bây giờ mình bỏ vô và mình vặn. Tuy nhiên một trong những cái hay của lens Carl Zeiss là Batis là khi mà mình vặn mình phải ghị nó một chút xíu, là tại vì nó có cái gioăng màu xanh dương đó và rất là cứng, rất là chắc chắn. Đây là một trong những cái thiết kế rất là hay của lens Carl Zeiss, là nó weather seal, nó rất là tốt, và khi mà gắn vô á, cầm nó rất là chắc chắn, mình không có sợ ngay cái chỗ mà cái lens gắn vô cái ngàm, nó không có bị lung lay. Ok, rất là chắc chắn, thì đó cũng là một cái ưu điểm. Tuy nhiên nếu mà nói về cái thiết kế thì Peter thật sự á, hơi bất mãn với cái lens này, với cái thiết kế nó hơi gồ ghề, nó hơi to. Như các bạn thấy đây, nó cũng đẹp đó, có nhiều bạn có thể nói là nó đẹp, nhưng mà đối với Peter á, cái thiết kế này nó không có đối với Peter là nó không đẹp. Chính vì thế Peter không có mua cái 85 Batis là tại vì Peter thấy cái thiết kế nó không đẹp, trong khi cái thiết kế của Sony á, nó đẹp hơn. Đó, nhìn nó nhìn nó đẹp hơn, nó giống như một cái ống kính hơn. Ok, nó còn có nút để cho mình chỉnh. Ok. Cái lens Batis này Peter có chụp mấy tấm rồi và Peter rất là hài lòng, rất là đẹp, rất là nét. Tuy nhiên Peter không có thấy cái thiết kế nó hơi kỳ kỳ và nó hơi thô, nó mập, nó tròn. Ok, với cái lens này mà để đi chụp street photography thì Peter nghĩ là sẽ không có được hay lắm, là tại vì nó to. Và street photography á, đối với Peter á, là mình phải có cái máy nó nhỏ để cho khi mà mình chụp á, ở ngoài đường á, những người mà ở ngoài đường á, người ta không có coi cái máy mình như là một cái món mà gọi là ghê gớm. Nghĩa là cái máy chụp hình của mình nó phải nhỏ gọn, nó phải gọi là giống như là stealth á. Ok, thì như vậy mình sẽ chụp bắt được những cái hình đẹp, khoảnh khắc đẹp. Rồi tuy nhiên nói như vậy, ngày mai Peter sẽ đi test nó coi nó như thế nào. Thì cái lens này á, để Peter mở lên cho các bạn xem. Nó rất là ngộ là tại vì cái lens này, như các bạn thấy trên cái lens này, nó không có một cái nút, không có một cái gì để mình chỉnh. Thì mình chỉnh làm sao? Ok, thì á, khi mà mình chuyển cái máy của mình qua manual focus. Ok, để Peter chuyển cái máy của Peter qua manual focus. Thì khi mà mình chuyển qua manual focus thì các bạn thấy á, là cái màn hình này nó hiện lên. Đó, để Peter lấy nét. Cái màn hình này nó hiện lên và nó cho mình, và mình vặn cái này thì nó cho mình biết là mình đang ở lấy nét ở cái chỗ nào. Và hiện bây giờ là nó đang báo là cái feed, nếu mà mình vặn thêm nữa nó sẽ chuyển qua matrix. Đó, như các bạn thấy nó đã đổi qua cái matrix rồi. Thì cái lấy nét cận nhất của cái lens này là 0.2 matrix. 0.2 mét. Đó là lấy cận. Và khi mà mình vặn tới nữa là nó sẽ tới infinity. Đây là lấy nét điểm xa nhất infinity. Vặn ngược lại là lấy nét cận 0.2. Có nghĩa là cái lens này có thể lấy nét rất là cận. Để Peter cầm một cái lens lên để Peter lấy nét cho các bạn xem. Đó, cái này là lấy nét cận nhất nè. Đó. Ok, thì cái lens này Peter mua là tại vì Peter thấy cái lấy nét cận của nó rất là hay. Và Peter cũng muốn thử coi nó như thế nào. Và thứ hai nữa là Peter muốn thay thế cái lens 16-35 f4 này. Peter muốn bán cái lens 16-35 f4 này đi và bắt đầu bây giờ nghiên cứu để mua những cái lens mà fix. Tuy nhiên cái lens 25 này Peter thấy nó còn to hơn nữa. Cho nên cái giải pháp mà để thay thế này á, nó cũng chưa có được theo ý muốn của Peter lắm, chưa có được khả thi lắm. Ok, tuy nhiên á, là Peter đã chụp mấy hình rồi, Peter rất là mê cái lens này. Để Peter chuyển nó qua autofocus và lấy nét cho các bạn xem. Cái lens này á, lấy nét rất là nhanh. Đó, lấy nét rất là nhanh. Nó chỉ có một cái là cái thiết kế nó to quá vậy thôi. Ngoài ra không có cái gì chê được. Thứ nhất là cái thiết kế nó to, thứ hai nữa là không có cái gì để mình chỉnh vào đây hết. Ước gì nó có cái nút mà chuyển autofocus, manual focus ngay đây. Nhưng mà nó không có. Thứ hai nữa là nó to, nó gồ ghề quá. Ok, một chút cái chia sẻ cho các bạn. Nếu các bạn nào quan tâm tới cái lens này, một điểm nữa Peter quên nói là cái này là f2. Nó sáng hơn là cái f4. Cái lens 16-35 f4 này của Peter tới 2 khẩu lận. Ok, nó là f2 trong khi cái thằng này f4. F4 xuống f28 rồi, f28 mới xuống f2. Cho nên cái thằng này chụp ban đêm, chụp trong điều kiện tối thì thằng này nó sẽ đỉnh hơn. Thứ hai nữa là với cái cái lấy nét cận mà 0.2m á, thì thằng này nó sẽ cho cái for off, cái bokeh nó đẹp hơn, mình chụp cận hơn và mình mở f2 thì nó sẽ có cái depth of field better, bokeh đẹp hơn. Và ngày mai Peter sẽ đem đi test chụp hình đời thường với nó song song với lại cái máy RX1R Mark 2 của Peter với cái ống kính 35 f2 để so sánh như thế nào. Nhưng mà Peter nói cái này nhiều, nhưng mà phải nói lại một lần nữa là Peter thật sự không có hài lòng với cái thiết kế của Batis. Thiết kế của cái lens Batis này xấu quá, đối với Peter là quá xấu. Ok, nó tân thời quá, nhìn nó trơn tru quá. Với lại thứ hai nữa, nó to quá, nó gồ ghề quá, và bỏ vô trong cái Peter đã bỏ thử vô trong cái ba lô, không phải cái ba lô mà cái túi Billingham của Peter rồi. Bỏ vô thì nó vừa, nhưng mà nó chiếm nhiều chỗ quá đi, nó to quá, chiếm nhiều chỗ quá. Thứ hai nữa là đi ra ngoài mà chụp đời thường với cái lens này thì Peter nghĩ là người ta sẽ không thích đâu, và người ta sẽ để ý tới cái máy của mình. Rồi, ok, thân mến chào các bạn và chúc các bạn một ngày vui. Peter sẽ test và Peter sẽ có một số hình chia sẻ cho các bạn, nhưng mà chắc là Peter sẽ mua cái LOXIA 21 và trả cái lens này lại. Ok, rồi, thân mến chào các bạn.